Thanh lý tiếp theo những cái đầu âm ly nha. Những cái đầu âm ly này có cái ghim điện lên, có cái ghim điện không lên, tức là có cái có nguồn, có cái mắc nguồn. Vì sao em không biết xử lý được luôn? Tại vì có những cái mà phải có thợ chứ, sẽ như kiểm tra nó lên nguồn đi mà không ra tiếng cũng có, hoặc là lên nguồn nó đập đĩa dắt không cách xử lý cũng có, rồi nó mắc nguồn, rồi nó ghim điện không có tín hiệu gì luôn cũng có. Nên Thanh lý ve chai 100.000 cái đầu để các anh về lấy linh kiện hoặc là sửa lại bán. Đi đi. Như cái này nè, sụp nguồn nè, tức là không có điện vào nè, thấy không? Sáp X2 hai cái sụp nguồn. Đó. Nguyên bản, nguyên zin, không có thợ, đừng bao giờ nghĩ là em sửa không được em bán. Khẳng định không bao giờ sửa, không có thợ để sửa, nên đừng bao giờ nghĩ là em sửa đó, xong tan nát em bán cho anh là không bao giờ nha. Em đảm bảo tính nguyên bản, nguyên zin, không có thợ, nên đành ngậm ngùi bán ve chai. Tại sao để hoài không có thợ sửa, ai sửa? Nên các anh mua về các anh tự xử. Hai này là mắc nguồn nè, Biona, ai qua rồi, Bana Kenwood, Victor, Biona, Kenwood, Sony mini đại Zin trăm chỉnh bát chép. Wow, cái đầu âm ly này sửa lên là cũng tiền không. Sony Z3 MD, Sony MD 373, toàn là mini đại. Đi 5 này, đi 5 MX 33 thì quên model mất tiêu rồi. BNC2 ai qua 100.000 cục. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1.500.000 100.000 một cục, nhưng mà mua hết chuyển đủ giúp em 1.500.000. So 17 cái âm ly, bán 15 cái tặng 2 cái, tính ra một cái có 7 800.000, 7 80.000 thôi. Lấy con tụ phép về sửa cái xong 1.500.000 cái đống này nha. Đây 1.500.000 cái đống này, nguyên bản, nguyên zin, hàng thanh lý, vui lòng không trả giá, vui lòng chuyển đủ 1.500.000 giúp em. Bây giờ em kết thúc clip test. Mua hàng liên hệ 0931008099, vui lòng liên hệ 0931008099. Em nhắc hai lần rồi, nên các anh nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Em cảm ơn nha.